quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 7 tháng 3 năm 2024 trên chuyên trang Dân Việt Media của báo điện tử Dân Việt. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 đến 3, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 21 đến 23 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 17 độ, có nơi trên 17 độ, nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc 27 đến 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, vùng ven biển cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, vùng núi 13 đến 16 độ, có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ, có nơi trên 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến 3, phía Nam gió nhẹ. Phía Bắc trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, riêng miền Đông 33 đến 35 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.